Xin chào tất cả mọi người. Mọi người, mình mới đi siêu thị về này. Hôm nay thì hai vợ chồng mình sẽ ăn một cái món rất là đơn giản của người Hàn Quốc, là một món canh kim chi nha mọi người. Đó, cái này là mọi lần thì mua bằng cái loại thịt khác cơ, người ta chuẩn bị sẵn ở siêu thị, nhưng mà cái loại đấy thì nó không ngon mấy. Hôm nay là mua hẳn thịt ba chỉ nha mọi người. Làm bằng cái thịt ba chỉ này thì rất là ngon luôn, tại vì nó có cả nạc cả mỡ ấy. Còn đây là trứng. Đó, cái trứng này là cái trứng gà gì nhỉ? Trứng gà nuôi ở nhà, cho nên giá còn hơi đắt tí, mình mua có 10 quả thôi. Với lại dạo này trẻ con nó cũng không ăn nhiều, mình để lâu sợ nó không tốt, thế nào mua 10 quả xong hết lại ăn tiếp. Đó. Với lại hôm nay có một cái món đặc biệt nữa, trước đây thỉnh thoảng đi chợ mình không có để ý cái này đâu. Thế là hôm nay làm sao thấy người ta bày ra, người ta bán. Cái loại này là cái gì nhỉ? Cái dễ xâm non à? Dễ xâm nha mọi người, cái dễ xâm non đó. Cho chồng mình, cái này thì đắng lắm, mình không có dám ăn đâu, chỉ cho anh Su thôi. Mình sẽ mở ra cho mọi người xem cái món sâm này nhá. Cái sâm non nó như thế này, là dễ sâm non mọi người. Trông khá là hay, mà thấy mấy người có tuổi gọi là Achuma ấy, người ta mua, thế là mình cũng mua theo. Thấy bảo là tốt cho sức khỏe lắm, rất là quý nha mọi người. Nhiều, mình thấy ai nhỉ, mình thấy nhiều người nói là sâm ở Hàn Quốc như là củ cải Việt Nam, không có đâu mọi người, nó cũng quý hiếm lắm chứ không phải là nó nhiều mà nó rẻ như thế đâu. Đấy, cái này hình như ăn cả cái nõn này này, để tí nữa mình hỏi anh Su, chứ thực ra là mình cũng chưa ăn cái loại non này bao giờ. Thực ra là hôm nay mình mua nhiều đồ lắm, mua cả giấy vệ sinh này với những cái đồ dùng trong nhà hết ấy. Mua thế nhưng mà nặng quá, cho nên những cái thực phẩm tươi sống thì mình mang về, còn những cái đồ nặng ấy thì là ở siêu thị nhá, người ta sẽ có những cái dịch vụ miễn phí là giao hàng đến tận nhà cho mình. Ví dụ mình mua nước, mua gạo các thứ, những cái đồ nặng ấy là người ta để ở cửa cho mình luôn nha mọi người, rất là tiện lợi. Nhưng mà đấy là những cái siêu thị gọi là tư nhân hoặc là nhỏ thôi, chứ còn đến những cái siêu thị to như là Lotte các thứ thì lại không có cái dịch vụ đấy nhé, hoặc là mình phải đặt ở trên mạng. Đó, cái này thì đi siêu thị ở ngay cái nơi mình sống ấy rất là tiện lợi luôn. Với lại mua thêm một tí tỏi. Cái tỏi này mỗi lần mua là mình mua có 3.000 thôi. Này, mọi người thấy không? Mua 3.000 won mà được một bọc như thế này là cũng phải ăn được cả tháng trời ấy. Tại vì trừ khi là có thịt nướng thì mình mới ăn thôi, chứ còn cái loại tỏi băm kia để sử dụng các thứ thì trong tủ đá có rồi. Thế rồi mà mẹ mình năm nào cũng trồng gọi là bao nhiêu là tỏi. Mình nói rồi, mẹ trồng là bao nhiêu thì ví dụ mà có người ta mua ấy, thì bà bán đi, lấy cái tiền đi để tiêu này, xong để cho con cháu các thứ, chứ đừng có cho nhập nhiều nhiều quá. Tại vì mỗi lần cho là mình phải bóc, mất rất là mất thời gian. Với lại nhiều khi mà mình bóc ra rồi ấy là mình phải dã ra để tủ đá, chứ còn mình muốn ăn tươi như thế này này là để lâu nó cứ kiểu bị móp ấy, nó bị móp, cho nên là nó phí, rất là phí luôn. Còn em mua thêm một tí một khay chân gà nữa, cái này thì sẽ làm món có cái lò nướng ấy, là cho đông quân với mình chung tổng ướp gia vị vào cho hai em ấy. Đây, cá thế là mua 5 quả có 3.000 won, là 60.000, tính ra một quả là gần có cũng rẻ lắm, nhưng mà nặng quá mình lấy một quả về tối nay ăn trước, còn 5 quả tí nữa là bên kia là người ta sẽ giao về cho mình nhỉ, rất là tiện lợi luôn. Hôm nay thì làm sao đông cơn nhà mình mọi người, đang khỏe mạnh bình thường mà từ nãy đi học về xong rồi tự nhiên là bảo mẹ con kêu mệt, với lại không có cái triệu chứng đau họng hay là cảm cúm gì, mà tự nhiên thấy sốt mọi người ơi, 38,5 độ. Cho này đang theo dõi, nếu mà sốt cao một tí nữa thì là sẽ cho uống thuốc. Mà vẫn phải đi học, bây giờ về nhà rồi nhá, xong tí nó 7 giờ lại đi học thêm tiếng Anh. Mình bảo là kiểu như là nếu mà con mệt ấy, thì nghỉ, xong rồi nó bảo không mẹ ơi, lớp của con có 3 người thì so với những cái trường khác ấy là cái tiến bộ tiếng Anh ấy là nó hơi chậm, cho nên là cô giáo bảo là phải đi, dù trừ những lúc mình ốm nặng, ốm bình thường là nó không nghỉ luôn mọi người. Hai đứa nhà mình ấy, Minh Chu cũng thế, từ ngày lớp 1 cho đến lớp 6 giờ chưa bao giờ ốm mà nghỉ cả. Đó, cứ uống thuốc xong lại đi học thôi. Nhìn cái miếng thịt thì ngon chưa mọi người ơi. Đây, thịt ba chỉ này. Nhiều mỡ đúng không? Thế nhưng mà nấu cái món này là phải có tí mỡ mới ngon. Chứ còn nó lạc quá thì lại không ai ăn. Hai miếng nhỏ nhỏ thì ăn cho nó dễ. Cái chỗ này hơi nhiều, chắc là mình sẽ để lại một ít này. Đây, nấu cái chỗ này. Tại vì mua có đúng một miếng đậu. Đây, cái miếng đậu như thế này nha mọi người. Cái này là người ta làm thủ công, còn những cái loại mà của công ty các thứ thì người ta đóng gói kiểu khác cơ. Người ta sử dụng đậu ở đâu nhỉ? Cái đậu này là đậu của Hàn đây này mọi người. Đấy, người ta ghi là đậu của Hàn này. Đậu của Hàn thì giá của nó sẽ đắt, 3.000 nhá. 3.000 won là tầm khoảng 5-60.000 tiền Việt ấy. Còn nếu mà nó là của đỗ của Trung Quốc ấy thì là nó chỉ có 1.000 thôi. Rất là rẻ, nhưng mà ăn cái này ngon hơn. Em Minh Chu nhà mình vừa mới đi học về thì
gọi điện cho bố mẹ hỏi là có chuyện này là có được không, xong kiểu giấm giấm dúi dúi. Nhưng mà nó có chuyện gì hôm nay sao tự nhiên lại nói có, tự nhiên con yêu mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, xong rồi nuôi con khôn lớn thế nọ thế chả. Thế hỏi là cần cái gì mà tự nhiên lại dẻo mó như thế. Bảo là con có một đứa bạn thân, à, ngày mai ấy, thì là bố mẹ bạn đấy là đi công tác ở đâu ấy, nói chung là mà nhà có mỗi mình, có một mình đứa con gái ấy, ông bà nội ngoại thì này ở dưới quê xa, thế là hôm nay là mời bạn ấy về nhà mình ngủ có được không. Đó, mới đầu tính là ba đứa cơ, nhưng mà vì sao còn một đứa nữa ấy, thì là tính là chỉ đến ngủ cùng thôi chứ bố mẹ thì vẫn ở nhà bình thường, nhưng mà không đồng ý. Đó, thế là còn mỗi bạn này là muốn ngủ ở nhà mình một hôm. Thế là mình hỏi, mình với lại hỏi bố, mình bảo phải hỏi bố, tại vì mình phải biết được cái bố mẹ bên kia nữa ấy, liên lạc hỏi là có đồng ý không đã, chứ trẻ con nó chơi với nhau như thế mình lại ngủ qua đêm các thứ, sợ có cái chuyện gì không hay ấy mọi người. Thế là điện cho mẹ bạn đấy, thì mẹ bạn đấy nói là kiểu nhờ vả mình một hôm ấy, thế là kiểu cũng biết nhau mà biết qua qua, tại vì hai đứa nó chơi thân. Thế là em mình vô nhà mình lần đầu tiên trong đời, hôm nay chưa đến 7 giờ nó đã tắm. Thường thường nhá, 9, 10 giờ, có hôm 11 giờ nó mới tắm cơ. Nhà mình ấy không biết có cái thói quen là toàn người tắm đêm thôi. Hôm nay khéo là phải đến 5, 6, 5 giờ lần đầu tiên thấy nó đi tắm sớm này. Không ngờ có bạn đến phát là khác ngay, tí nữa là sẽ dọn dẹp phòng xong rồi hai đứa ngủ đây, xong rồi sáng mai nhá, sáng mai là sẽ chuẩn bị đồ đạc ấy, xong mang cả cặp sách đến ăn sáng ở nhà mình, xong rồi sẽ đi học luôn. Đó, Minchu nhà mình thì lần đầu tiên là dẫn bạn đến ấy, nhưng mà chồng mẹ anh bảo rồi, đến nhà mình thì còn được, còn đồng ý được, chứ nếu mà gửi con mình đến cái nhà khác ngủ ấy, thì là anh ấy không bao giờ anh đồng ý đâu. Chồng mình là anh rất là khó tính trong cái chuyện đấy nha mọi người. Thế là bây giờ Minchu đang tắm và mình sẽ gọi là dọn qua một phòng cho nó gọn gàng một tí. Phòng của Minchu thì bé lắm nhưng mà hai đứa ngủ chắc là được. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thịt vào xào trước. Cái món này thì dễ nấu lắm mọi người ơi. Chỉ cần có ba nguyên liệu chính là thịt, kim chi và đậu phụ là xong. Xong chút muối tiêu vào nó thơm. Sau đó mình sẽ đổ kim chi vào. Kim chi. Có thêm nước kim chi được thì càng ngon nha mọi người. Nó dặn kiểu chua chua ấy. Lại xào lên một chút nữa, xong cho đường vào. Theo thì mình sẽ đổ nước vào nha mọi người. Cái nước này ấy, như mẹ chồng mình thì bà sẽ lúc cái vo gạo ấy là nước đầu tiên thì đổ đi, tại vì nó có những cái bụi bẩn, còn nước thứ hai ấy, thì bà sẽ để lại để khi mà mình nấu canh thì mình cho vào. Thế nhưng mà mình hay quên lắm, không bao giờ mà để lại được cái nước gạo ấy đâu. Cho nên mình cứ cho bằng nước lọc cũng được. Đổ nước vào, sau đó mình sẽ đun một lúc cho cái thịt bên này kim chi nó chín này. Sau cuối cùng thì mình sẽ bỏ đậu vào, thế là xong. Cái món này thì thực ra là mình đã ăn được từ cái lúc mà mình chưa sang Hàn nhé. Cái lúc đấy là mình nhớ là mình với anh Du là chuẩn bị kết hôn ở bên Việt Nam rồi. Xong rồi mình đi học tiếng ấy, ở những cái trung tâm mọi người. Thế là thỉnh thoảng có những cái người ta đã sống ở bên Hàn, người ta về người ta dạy mình này. Thế là người ta nấu là mình đã ăn được từ cái lúc đấy rồi. Cho nên là sang Hàn thì cũng không có bỡ ngỡ mấy. Đang thôi lên, cho nó sôi lên một tí nữa. Ai muốn ăn cay cho nhiều ớt vào, hoặc cho cả cái ớt xanh vào cũng được. Nhưng mà nhà mình ăn có trẻ con cho nên là lúc nào cũng vừa phải thôi. Rồi mọi người, bây giờ mình đã nấu xong. Cho đậu vào thì đun thêm khoảng tầm 3 đến 5 phút là xong nhé. Cuối cùng mình bỏ hành ba rô. Ba rô thì mua ở ngoài siêu thị nó to lắm, còn mẹ chồng mình cho thì nó nhỏ thế này thôi, nhưng mà ăn nó thơm ấy. Bây giờ cả nhà mình ăn cơm rồi mọi người ơi. À quên, hôm nay cũng chỉ có hai vợ chồng thôi. Và đây làm thêm một cái món này. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đang hỏi là anh chồng mình là cái sâm kia thì chấm bằng cái gì mình cũng không biết nữa mọi người, tại vì cái đấy mình không ăn bao giờ đâu. Đây này, người Hàn quý lắm, thấy không gặp bài câu ít ca thì một á chị. À không phải mọi người, mình thì tưởng là ăn cả cái này, không phải. Món nước ra thì sao TV thì bật sao? Món có bảy à? Bạn thử xem như nào. Chắc là hơi đắng đắng ngâm ngâm thôi chứ nó non thế làm sao mà nói được. Ăn sốc. Ăn sốc. Không đắng kìa. Ăn gì mà nhìn thấy. Chút thần rồi đấy. Bảo là tốt lắm, tốt vừa đấy. Thế? Ăn mực hả? Mặt thử. Anh có gì rồi? Bùn là anh mà tốt đâu mà không biết. Tốt chút khỏe tốt đâu lắm. À, tỏ bố thì cả tỏ bố như thế.
đông con mà nó sốt cho nên là con chưa buồn ăn tí nữa con mẹ. Cái này hôm nay mình để cả nồi đây tại vì lúc ăn thì mình cũng múc ra bát ấy. Mỗi người bát như này nhưng mà người đi người lại từ nãy giờ mà mình cũng sẽ thử ăn một tí mọi người ơi. Đấy, Hàn Quốc là sâm là nó cũng khá là thơm này. Nó không đắng nhỉ? Đắng sâm. Chúc cường. Ừ. Hơi đắng một tí thôi mọi người ơi, không có đắng nhiều. Cái này là lá dạ, lá sâm à? Ồ, bây giờ mới đắng này. Sưng đấy. Thấy mấy bà Achuma tranh nhau mua mình cũng mua hộp. Này lá rẻ mọi người, nó không như cái loại sâm kia đâu. Mỗi bà bán cho mỗi người rồi. Mà ăn nhiều cho nó khỏe. Không bổ chỗ này, bổ chỗ kia. Xin mời mọi người ăn cơm cùng hai vợ chồng mình. Mình chưa ngồi bên cạnh. Ăn xong một tí đợi bạn đến. Cái sông này thì cái tỉnh mình ở với mẹ mình ở nó không có mấy đâu nha mọi người. Phải đến cái tỉnh tên là Cơm San nổi tiếng ấy. Thì cái chỗ đấy sông nó mới quý ấy. Tất cả là sông nhập khẩu hay xuất khẩu hay làm thì toàn ở cái tỉnh Cơm San đấy thôi. Thì nhà mình đi đấy mất tầm khoảng hơn 2 tiếng. Để cái đĩa cá tím lên mà hai bố con nhà nó cứ tưởng là cái bào ngư. Nhìn cái cá tím mà thất vọng. Tẩm bột mì với lại trứng vào xong rán lên này. Thỉnh thoảng ăn lại thấy ngon. Ôi nhìn cực thăm đừng gọi với mày. Thằng này xuyên trắng. Ừ. Còn 아버님이 돌아가실 때도 5만 원 받았어. Mẹ ở quê có một bác mới mất. Không có phải là họ hàng gì nhưng mà kiểu như là làm xóm láng giềng ấy. Thì mẹ mình ốm bác không đi thì nhờ anh Du đi mình hỏi. Đi cái tiền ấy bao nhiêu tiền anh mà là 50.000. Lúc mà bố chồng mình mất ấy thì bác với bác cũng đi 50.000, bây giờ mình cũng trả lại 50.000. Bảo sao ra nhìn đấy. Ừ. Anh mới nhỉ, anh mới nhỉ. À. Xin mệt sao? Cùng làng, tình làng nghĩa xóm thôi. Có mắt trong là không vậy? Ừ. Chồng mình mà anh đi là các bác ấy cũng chẳng biết là ai đâu nhé. Nhưng mà cứ đi thay mẹ chồng ấy. Ở đây là mình thấy có một cái đặc điểm là giống với bên Việt Nam mình ấy là người già ốm yếu là người ta không có đi đám ma đâu. Tang lễ người ta không đi, mà đi về là ốm thêm. Nấu bằng cái ba chỉ này. Anh chưa ăn. Đồ ăn phụ trong tủ lạnh có nhưng mà lấy ra xong lại cất đi có ăn rồi, nên mình không lấy. Và thơm bún. Bạn Nhung để thừa sao? Giỡn cho con bạn mổ. Hả? Mà có phải thuốc đâu mà cứ bắt người ta ăn. Lỡ mua rồi ăn, ăn không biết. Ừ. Ăn cái món này bây giờ thì ăn được nhưng một thời gian nữa nó mà nóng lên á là không ăn được mọi người, nóng lắm. Hoặc là phải bật điều hòa. Như là có cái riêu của mình ấy. Để làm này nhá mà mình phải bảo ăn thì mới gắp một miếng nhá, không ăn. Tại vì có một cái thói quen là chỉ ăn một món chính thôi. Có thịt nướng thì nhằm đúng cái món thịt nướng này, còn có cái món này thì cũng nhằm đúng cái món này thôi. Ngày xưa ở quê thì làm nhiều món ra ấy. Như mẹ mình ấy, mỗi lần làm là làm nhiều món, không ăn cũng cứ để vào cho nó đầy bàn. Nhà mình thì kiểu như là mình sống ở riêng, thì ngày xưa ấy, lúc mới cưới là đã ở riêng rồi, cho nên là thích ăn cái gì mà ăn. Mm.
củ như này là 1.000 won mọi người. 20.000, 18, 17, 18. Một cái dùng để xong rồi mình mỗi. Ờ, thế vui rồi, thắp thắm một rồi. Đã ăn xong một bát cơm. Đáng nhanh rút gọn. Vẫn được cắt. Cái món này là ăn được cả đến ngày mai luôn nha mọi người. Chứ không có kiểu bỏ đi đâu, người Hàn Quốc ấy. Chuyên gia, kể cả cái này cũng thế. Tất cả là gói trong tủ lạnh xong mai lại bỏ ra ăn tiếp. Rồi thôi, hôm nay mình hai vợ chồng mình quay đây thôi. Ăn nhanh. Mình dừng video tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo.